Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, đây là 6 con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch. Phải nói là ngày mùng 1 sẽ là một ngày vô cùng đáng nhớ với những con giáp này. Bởi trong hôm nay, các bạn sẽ được về trên ban lộc, ra đường gặp quý nhân, công việc hanh thông, mọi điều như ý, tình duyên nở rộ. Đó là các con giáp dưới đây. Thứ nhất là người tuổi Dần, thứ hai tuổi Mão, thứ ba tuổi Tỵ, thứ tư tuổi Ngọ, thứ năm tuổi Tuất và cuối cùng là tuổi Hợi. Các bạn hãy xem và cùng kiểm chứng với mình có đúng không nhé. Tuổi Dần, tử vi ngày 1 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp cho biết hôm nay có thiên tài chiếu vận nên những người tuổi Dần có công việc tay trái đi làm thêm sẽ may mắn hơn những người khác. Tuổi này chịu thương chịu khó, hơi bộp chộp nhưng lại được việc, chỉ cần tránh xa những trò đỏ đen như lô đề bài bạc là phất lên rất nhanh. Được tam hợp cục nâng đỡ nên vận trình tình cảm của Dần đi lên, bạn trẻ độc thân được nhiều người để ý, làm quen. Hôm nay bạn cũng được lòng khá nhiều người, có cơ hội gặp lại bạn bè cũ hoặc người thân cũ, cuộc hội ngộ diễn ra vui vẻ. Gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, tài lộc của người tuổi Dần cũng sẽ có những bước tiến nhất định trong ngày này. Nhờ có bản tính quyết đoán, nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm mà bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, kiếm được khoản tiền lời lãi lớn hơn những người đi sau. Tình cảm chịu ảnh hưởng từ cục diện mộc khắc thổ, vợ chồng bạn thường xuyên xung đột, bất đồng ý kiến hoặc quá lạnh nhạt với nhau, ai cũng chỉ biết việc của người ấy. Dường như bạn đang quá mức tập trung cho công việc của mình mà quên mất việc quan tâm đến gia đình của mình. Sự thờ ơ, lạnh nhạt của bạn có thể khiến người ấy hiểu lầm hoặc tổn thương, từ đó vợ chồng nảy sinh nghi kỵ hoặc tạo kẽ hở cho kẻ thứ ba xuất hiện. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão. Tuổi Mão được chính tài chiếu cố nên khá thật thà, làm được việc, đặc biệt là những người làm công chức, công nhân hoặc có công việc ổn định. Bạn đủ năng lực để vượt qua những trở ngại sắp tới, chỉ cần tự tin và phát huy hết khả năng của mình thì thành công sẽ chẳng còn xa nữa. Vận trình tình cảm được lục hợp soi sáng nên gia đình bình an, vợ chồng yêu thương nhau. Bạn coi trọng vấn đề đạo đức, luôn hướng bản thân đến sự lương thiện để con cháu được hưởng phúc. Ra ngoài gặp người khó khăn hay động lòng thương người, từ bi từ trong tâm. Tuy nhiên cục diện mộc khắc thổ cảnh báo tuổi Mão cuối tuần đi đâu chơi nhớ khóa cửa, khóa xe cẩn thận, ra đường phải chấp hành luật giao thông, không mua hàng ở nơi không quen biết kẻo bị chặt chém, tốn tiền vì những thứ không đâu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Xin chúc mừng người tuổi Tỵ vì bạn sẽ có những bước tiến rõ rệt trên phương diện sự nghiệp trong ngày này. Các con giáp này vốn là một người có năng lực, cát tinh sẽ giúp bạn tìm được thời điểm thích hợp để khẳng định bản lĩnh của mình. Khi được cấp trên giao cho những công việc khó, bạn chớ chần lòng hoặc tìm cách từ chối. Hãy dũng cảm thử sức, bạn sẽ phát hiện ra tiềm năng của bản thân, thậm chí mở ra một hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Nhiều hỏa dưỡng thổ nên Tỵ tránh được thị phi từ thiên hạ, có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Những nhà nào sắp đi du lịch thì nên chuẩn bị từ bây giờ. Nhiều đôi mới cưới sắp có thêm thành viên mới trong nhà sau bao ngày mong chờ. Vận trình tài lộc của con giáp này đang trên đà phát triển tốt, sắp có may mắn về chuyện tiền bạc đang đến với bản mệnh. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Được chính quan nâng đỡ nên tuổi Ngọ khá may mắn trong mặt sự nghiệp, đặc biệt là những người chờ tin vui từ thi cử, xin việc, đổi nơi công tác. Các bạn có thể chọn ngày này để xin thăng chức, thuê mặt bằng, mở ra cửa hàng hoặc nhập lô hàng mới lấy hên. Quan hệ xã giao được nâng tầm, gia đình bình an nhờ có tam hợp cục trợ vận. Không cần dấn thân vào biển lửa, núi đao, chỉ cần có người yêu thương, chân thành là thật lòng vừa đủ. Sáng nay thức dậy, gia đình vẫn còn đó, con cháu vẫn khỏe mạnh, chính là may mắn lớn rồi. Lại thêm hỏa dưỡng thổ, vẫn may tài lộc đến nhanh với con giáp này vì nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, mang lại khoản lợi nhuận kha khá cho mình.
Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến. Ngày này hung tinh đem tới một vài tác động không tốt cho sức khỏe của người tuổi Ngọ. Chính vì vậy bạn cần tự nhắc nhở mình sinh hoạt điều độ, chớ nên làm việc quá sức. Dù công việc có bộn bề đến mấy, bạn cũng cần có lúc gác lại để cho cơ thể có thể nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Càng là người có địa vị cao, bạn càng phải chú trọng đến sức khỏe của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất được thiên ấn trợ mệnh nên khả năng cao trong ngày hôm nay hoặc thời gian tới, Tuất sẽ được cấp trên khen ngợi, được khách hàng tin tưởng và cho lộc. Hãy cân nhắc nếu như có lời mời đầu tư để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc chuyển công ty. Nhờ cục diện hai hành thổ tương hòa nên người này biết dung hòa tất cả các mối quan hệ xung quanh mình. Nữ tuổi Tuất nhu mì, khéo léo, đối xử nội ngoại công bằng để lộc cho con cái. Nam tuổi này thì ra ngoài giỏi ăn nói, biết cân bằng gia đình và các mối quan hệ ở bên ngoài. Xem tử vi mùng 1 tháng 12 năm 2022 âm lịch, thấy đường tiền bạc ổn định, không có biến động trong ngày cuối tuần. Nếu hôm nay mà có khoản chi bất ngờ thì đó cũng là khoản chi bắt buộc và cần thiết, nên bạn đừng quá lo lắng hay tiếc tiền, về sau Tuất sẽ thấy được lợi ích của nó. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi thiên ấn nhập cục, đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi thêm hanh thông rộng mở. Bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao, không nề hà khó khăn nên ngày càng giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Bạn có thể được giao trọng trách để phát huy khả năng của mình tốt hơn. Cũng nhờ những cố gắng và nỗ lực của con sát này mà hiệu quả công việc được nâng cao đáng kể. Dù có bận rộn hơn trước nhưng bản mệnh vẫn giữ vững phong độ, còn biết cách cân bằng cuộc sống nên xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Cơ hội thăng tiến trong tương lai rất lớn. Tình hình tài chính của người tuổi Hợi khá lạc quan trong ngày có thiên tài chiếu mệnh. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền trong tầm tay, chỉ cần khéo quan sát, biến động thị trường để điều chỉnh kế hoạch của mình thì chắc chắn tài lộc sẽ đổ ào ào về túi. Ngày hôm nay, con giáp này còn nhận được tin vui trong chuyện tình cảm, nhân duyên vô cùng tốt đẹp. Bạn có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình có tình cảm, hãy chủ động bật đèn xanh để dẫn lối cho người ấy. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ 6 ngày 23 tháng 12 năm 22. Tức thứ 6 ngày 23 tháng 12 năm 2022 dương lịch là ngày canh tuất tháng quý sửu năm nhâm dần, ngày này có nạp âm là thoa xuyến kim. Ngày canh tuất thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tuất lục hợp mão, tam hợp dần và ngọ thành hỏa cục, xung thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi, tuyệt thìn. Các tuổi bị xung khắc với ngày là giáp thìn và mậu thìn. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.